Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rán thẳng tôm rất đơn giản nhé, để cho chúng ta có thể dùng để uống bia, nhậu hoặc là mình ăn chơi, ăn vặt, nhất là nhà có trẻ con rất thích ăn cái món này. Trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình hai gói phồng tôm và dầu ăn thôi. Và sau khi mình rán xong thì các bạn sẽ cho ra một cái mâm hoặc cái mẹt hoặc là cái rổ gì đó, và các bạn lót cho mình ít giấy để mình thấm nhé, như thế này. Mình sẽ cắt hai gói phồng tôm ra để mình đem đi chiên. Với hai gói phồng tôm này thì được rất nhiều các bạn ạ. Các bạn cho mình một cái xoong nước nhé, và mình sẽ cho đồ ăn vào. Mình cho dầu ăn nhiều một chút, khi mình chiên nó lên nó sẽ phồng được nhiều các bạn ạ. Các bạn nấu cho dầu ăn mình nóng lên thì sau đó mình sẽ cho phồng tôm vào nhé. Đây các bạn, khi dầu ăn sôi lên nhé thì mình sẽ cho phồng tôm vào để cho thử. Chưa được, các bạn muốn sôi thêm một chút nữa. Đây các bạn, phồng tôm như này được nhé, thì các bạn vớt ra cho mình và mình sẽ cho cái khác vào. Cần dầu lắm lên nhà nó sẽ lên được khỏe. Cái món này dùng cho uống bia hoặc uống rượu đều rất hợp. Khi mà dầu nó lỏng lên thì rất nhanh được. Các bạn chỉ cần cho lửa vừa thôi. Khi dầu đã nóng lên rồi, không có là nó sẽ cháy phồng tôm. Khi dầu nóng lên là chỉ một tẹo là được thôi. Nhiều lúc chúng ta không kịp chuẩn bị món nhậu thì cái phồng tôm này các bạn chiên lên thì có khách đến.
bạn, như vậy là mình rán xong phồng tôm rồi, hai gói phồng tôm và mình đã được rất nhiều phồng tôm. Các bạn cứ cho lửa nhỏ sẽ không cháy mà phồng tôm của mình sẽ giòn và ngon. Đây các bạn, sản phẩm của mình sau khi nấu xong đây, và mình đã được một mâm này phồng tôm với hai gói phồng tôm các bạn ạ. Và các bạn có thể chấm với tương ớt nhé. Món này chúng ta có thể chấm với tương ớt này. Và mình uống với bia là một món nhậu rất tuyệt vời các bạn ạ. Mà không mất nhiều thời gian, khi có khách đến nhà các bạn có thể ăn như này các bạn ạ, với bia. Thì các bạn rất giòn và ngon nhé. Các bạn ăn không hết, các bạn có thể để nguội và mình buộc túi bóng kín cất lại và mình dùng dần trong vài lần. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách rán phồng tôm để cho chúng ta khi có khách đến nhà, đồ nhậu của chúng ta chưa kịp, chúng ta có thể nhanh chóng làm một món này để cho nhậu trước với bia và tương ớt ăn kèm. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ẩm thực miền quê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.